Mua được trái dưa hấu nặng 20 kg để lên bàn cúng, 10 phút sau quay lại sập nguyên cái bàn bể chén tùm lum nên ông chú đã quyết định ăn luôn. Trái dưa hấu rất to rất nặng khiến gọt ra cũng rất khó khăn, đã rạch được hai đầu mà vẫn không thể tách rời phần thịt vì còn bám rất chắc. Chú đã cắm sâu hơn để tách phần thịt siêu dày này mới bổ được quả dưa ra, mỹ mãn khi thấy thịt dưa đỏ đều đẹp và rất ít hạt.